Xin chào mừng cô chú, anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay mình đi lô thì nhân ngày Labor Day ở lô sale. Các bạn nhìn thấy cái phần Marigoro Cotton Mix 14 đô 2 bao các bạn. Đó. Thì các bạn nhìn thấy người ta cũng mua rất là nhiều. Giá bình thường của nó là 11 đô một bao, bây giờ còn lại là 14 đô 2 bao các bạn. Đó. Bao màu vàng. Còn bên đây là cái phần của cái hãng Starin 10 đô. 10 đô 2 bao các bạn. Thì cái bao này chỉ có 25 quạt thôi. Đó. Còn loại phân này thì 10 đồng 3 bao các bạn. Bao thuộc loại nhỏ, 1 cubic. Cái hiệu này của hãng Starin luôn. 1 cubic 10 đồng 3 bao. Chỉ là Labor Day thì sale 3 loại phân bao. Mình đã đi qua cho các bạn xem rồi ha. Chào cô chú, anh chị em và các bạn. Sau khi mình đi một vòng ở trong lô xem phân bao nó sale rất là rẻ, thì Quỳnh Mai đi đến chỗ những cái kệ Liren, thì mình mua được hai cái chậu 2TNG này với giá là 50% off. Đó, các bạn nhìn thấy người ta đề là 50% off. Thì cái hoa này mình thấy nó đặc biệt là nó có màu đỏ tươi các bạn. Ở nhà mình thì ở vườn mình nó có trồng 2TNG này, màu trắng, rồi màu tím, rồi màu hồng, nhưng mà mình chưa có cái màu đỏ này các bạn. Màu đỏ này mình thấy rất là đẹp luôn, nên mình mua, nhưng mà mình mua với giá sale nửa phần trăm, tức là 50% nửa giá các bạn. Đó, thì cái cây hoa này thuộc loại mới. Ở trong tờ giấy người ta đề là trồng nó được trừ 30 độ F các bạn. Đó, nghĩa là cái này mình không có sợ trời lạnh, đông đá hay là gì hết. Nó tới trừ 30 độ F là nó sống các bạn. Rồi nó nở từ mùa xuân cho tới từ mùa xuân cho tới mùa thu luôn các bạn. Đặc biệt là vậy. Đó, thì trong tờ giấy này nó nói nè. Nở từ mùa xuân cho tới mùa thu luôn. Sau khi mà mình trồng được một năm các bạn, nghĩa là nó mạnh khỏe rồi đó, thì mà nó sẽ mùa xuân là bắt đầu nó trổ hoa và nó kéo dài thời gian cho tới mùa thu luôn. Loại này là loại mới và người ta cấy cái hoa của nó ra màu đỏ rực rỡ luôn các bạn. Đó, thì mình rất là thích. Rồi người ta nói nó thích là trời nắng hoặc là để trong bóng mát cũng được các bạn. Đó. Chiều cao của nó thì tới 36 inch, bề rộng của nó là 38 inch các bạn. Chịu lạnh được tới trừ 30 độ F. Đó là cái cây cẩm tú cầu này là loại mới, nên nó chịu được thời tiết lạnh giá
rồi nó cao, rồi nó bề rộng của nó rất là rộng và cái bông của nó lại to. Khi mà mình trồng nó mạnh khỏe rồi ấy, thì cái bông của nó lại to và màu đỏ đó. Thì nghe thì người ta viết ở trong cái tháp này thì mình thấy là nó rất là tốt các bạn đó. Thì Quỳnh Mai mua được 2 chậu với 50% up đó. Thì nếu mà nó đem về Quỳnh Mai trồng nó mạnh khỏe thì mình có thể dăm cành đó các bạn, tại vì mùa thu tới này là thời tiết nó êm dịu, nó mát lại đó, nên mình dăm cành được. Thì mình cắt dăm, mình cắt những cái cành mà không quá già và cũng không có non các bạn, nghĩa là mình thấy cái cây của nó, cái nhánh của nó đó màu nâu nâu thì mình có thể cắt để dăm cành rồi nè. Các bạn nhìn thấy không đó, cái cành của nó màu nâu như vậy là mình dăm cành được rồi các bạn. Các bạn thấy ở chỗ cái đốt là cái nách lá đó nó đã mọc lên cây nhánh rồi nè đó. Mình có thể cắt ra mình dăm cành, hoặc là mình đè cái nhánh này xuống dưới đất rồi mình đắp đất lên cho nó mọc rễ, rồi lúc đó mình cắt cho nó rời ra khỏi cây mẹ thì cũng được các bạn. Thì cái cây cẩm tú cầu này dăm cành rất là dễ, mình có thể dăm cành vào lúc mùa xuân hoặc là mùa thu các bạn đó. Mình lựa những cái cành nào mà màu nâu là mình cắt mình dăm, thì nó sẽ lên các bạn. Như cái cành này là màu nâu rồi thì các bạn sẽ cắt xích xuống chút một chút xíu rồi các bạn dăm thì nó sẽ lên. Muốn muốn yên tâm hơn thì mình cắt xong rồi mình dùng cái đất potting mix đó, mình bỏ vào trong một cái chậu 1 ga lông, mình dùng đất potting mix này cho nó xốp, dễ thoát nước. Xong rồi mình mới cắt cành, rồi các bạn nhúng vô cái hũ hormone, bột hormone ở lô hoặc cua mạc đều có bán hết, rồi các bạn mới đem dăm thì cái xác suất mà thành công nó từ 90 cho tới 100% luôn các bạn. Còn nếu mình dăm không thì 10 cành thì mình cũng được 50-60%, còn mình có nhúng hormone vô thì nó được từ 90 cho tới 100% luôn các bạn. Thì cái hoa cẩm tú cầu này mọi người đều thích hết các bạn. Cái bông nếu mà mình chăm sóc nó, mình cho phân đất tốt, trộn phân đất tốt mình trồng nó đó, thì cái bông nó rất là to cỡ bằng một cái dĩa bàn lận đó các bạn. Và cái hoa cẩm tú cầu này người ta có thể trưng bày trong cái tiệc cưới được các bạn, tại vì chỉ cần một bình một bông hoa, tại vì nó to lắm các bạn, và người ta thường trưng trong tiệc cưới là cái hoa màu trắng của cẩm tú cầu, và cái bông rất là to bằng cái dĩa bàn, rồi người ta mới cặm vào trong một cái bình thủy tinh trong và có chiều cao cũng cỡ 4-5 tấc trở lên, rồi người ta cặm và người ta để ở trên bàn của tiệc cưới trông rất là đẹp luôn các bạn. Nên nói về cẩm tú cầu này thì bây giờ người ta cấy ra rất là nhiều loại đẹp khác nhau, và người ta làm càng ngày mình trồng nó càng dễ các bạn. Lúc trước thì mình phải trồng ở trong cái bóng mát thì nó mới tốt, mới phát triển, còn bây giờ thì mình có thể trồng gần patio hoặc là dưới bóng cây cổ thụ to
nhưng mà lúc này thì mình cũng không có cần thiết lắm các bạn. Loại mới này mình cũng có thể trồng dựa vào những cái cây khác được đó. Thì Quỳnh Mai ở nhà Quỳnh Mai có trồng nhiều màu rồi, nhưng mà mình chưa có màu đỏ, nên hôm nay mình gặp Mai là đi dạo chung quanh lô để mình xem coi Labor Day lô sale phân bao như thế nào, rồi mình đi đến cái chỗ lia rang cuối cái cuối giải của lô thì mình gặp 4-5 cái kệ để qua những cây hoa bán lia rang. Thì mình gặp hai chậu này, người ta thấy nó trổ hết hoa rồi các bạn. Lúc mà bắt đầu bán đó thì còn hoa, rồi bán càng ngày hoa nó tàn nó rụng rồi, thì còn cái nhánh như thế này thì người ta mới sale 50% off. Thì Quỳnh Mai hơn là đi mua được hai chậu các bạn. Thì cái hoa màu đỏ thì nó đẹp rực rỡ hơn những cái màu khác các bạn đó. Hôm nay Quỳnh Mai đi dạo chung quanh lô thì mua được cái này rất là hên, với lại được mấy bao phân on sale đó. Các bạn nhìn thấy là phân on sale potting mix của hãng Miracle Grow mà bao màu vàng, lúc trước 11 đô mấy chục sen một bao, bây giờ thì người ta bớt lại còn 14 đô hai bao đó. Nhưng mà chỉ là một cubic một bao các bạn, chứ không phải loại cái bao 2 cubic. Nhưng vậy cũng rẻ rồi các bạn, chỉ có 7 đô. Tính ra mình cũng tiết kiệm được 3-4 đô. Đó. Vậy thì video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai, đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.